Lan xin kính chào quý anh chị. Em sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà ở hẻm 1806 sạc 23 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6 thị trấn Nhà Bè. Căn nhà mình là diện tích là 3m8 nhân cho 10, xây dựng một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Là nhà mình bán tặng hết nội thất nhanh vậy. Và em sẽ quay từng chi tiết của căn nhà cho anh chị xem. Được chủ trang trí trên gắn tường, hệ thống đèn điện LED, nhìn rất đẹp, có kệ tivi, sofa cho mình. Và có một phần sân đậu xe máy phía trước nha anh chị. Đường trước nhà mình thì gần 3m nha anh chị. Hẻm này thì hẻm thông, anh chị có thể kinh doanh tiệm nail, tiệm tóc đều ok nha. Cầu thang đúc thật, tay cầm gỗ kính cường lực. Và cái phần bếp của mình được trang trí từng ô nhìn rất đẹp, trang trí hoa. Và không gian phòng bếp của mình cũng được ốp tủ kệ bếp nhìn rất đẹp. Và phần dưới tầng trệt mình có một nhà vệ sinh nha anh chị, và có một cái cửa hậu để cho mình nấu ăn, mình mở cửa ra thì thoáng mát nha. Mà anh chị tiến lên trên lầu thì trên lầu gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha anh chị. Mỗi phòng ngủ mình đều thiết kế sẵn hết và có sẵn giường nệm cho mình, hệ thống đèn điện và cũng trên treo tường, nhìn rất đẹp và vừa vặn. Đây là căn phòng đầu tiên, và căn phòng thứ hai của mình là căn phòng có ban công. Phòng này thì rộng, cũng giường nệm sẵn cho mình nha. Mời anh chị cứ xem từng chi tiết nha. Em sẽ quay cận cảnh từng chi tiết cho anh chị xem. Thì phòng này thì phần mặt trước thì mình của mình có ban công rất rộng, mà cũng được mình trang trí cửa rào, hàng rào sắt, và một bộ bàn ghế gồm hai chỗ ngồi, có thể ban đêm mình ra mình uống nước trà, rượu vang. Này, cái phần này thì mình trang trí treo hoa nhìn rất đẹp nha anh chị. Nhà này sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, vay ngân hàng 70%, giá chủ đang kêu bán là 2.650.000.000, còn thương lượng nha anh chị. Đây là cái phòng vệ sinh này giữa của tầng 1 mà nha. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ cho em để đi xem căn nhà này nha. Nhà bán phun tặng nội thất 2.650.000.000, còn thương lượng, sổ hồng riêng, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%. Hẻm 1806 sạc 23 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6 thị trấn Nhà Bè, đi quận 7 thì khoảng chừng 5 phút thôi nha, sát bên chợ Phúc Sơn luôn. Rồi, và bây giờ em xin kết thúc video. Kính chào.